Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức ở Hà Nội và Bình Phúc. Xin mời các em đang trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy giải đáp cho các em liên quan đến bộ đề kỳ thi viên chức giáo dục ở Hà Nội trong kỳ thi tới. Thì vừa rồi thầy đã giải đáp cho các em về bộ đề thi trắc nghiệm của các bạn thi ở tiểu học. Chúng ta thấy với các bạn thi học thì chúng ta đã hướng dẫn toàn bộ các liên quan các bộ đề thi 6 văn bản dành cho các em thì chúng ta đã làm văn bản cuối cùng đó là điều lệ trường tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03 em nhé thì theo chương trình bây giờ thầy sẽ giải đáp bộ đề của điều lệ của trường mầm non theo văn bản hợp nhất số 04 em nhé thì xin mời các bạn thi vị trí việc làm giáo viên mầm non chúng ta vào lớp và thầy sẽ giải đáp các bộ đề trên cơ sở thầy đã gửi bộ đề cho các em rồi thì bây giờ thầy giải đáp để chúng ta biết đáp án để chúng ta uh, nắm bắt các nội dung kiến thức các em nhé và sau đó thì để đáp xong các bộ đề của các bạn mầm non là thầy hoàn thành toàn bộ các cái giới hạn ôn tập dành cho các em thi vị trí việc làm từ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên cho cơ sở trong phổ thông cũng như vị trí việc làm về nhân viên văn thư cũng như là thư viện đầy đủ cho các em thì bây thầy sẽ giải đáp nhanh các phương án các em tích vào em nhá thì ở câu hỏi số 1 là chúng ta phải chọn là d em nhá chọn là d thì câu hỏi đâu là phạm vi điều chỉnh của trường mầm non điều lệ của trường mầm non thì nhớ đầy đủ a b c đều chính xác rồi thì câu hỏi 1 các em chọn là là D, câu hỏi số 2 nó hỏi đâu là đối tượng áp dụng của điều lệ trường mầm non. Thì em thấy cả A và B đều chính xác thì chúng ta chọn là C các em nhá. Đó. Câu hỏi số 2 các em chọn là C. đối tượng đây là trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập rồi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non. Thì câu hỏi số 2 các em chọn là C. Câu hỏi số 3 người ta hỏi theo bản mất văn bản hợp nhất số 04 có mấy nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non trường mẫu giáo nhà trẻ nhóm trẻ nước mẫu giáo nập thì các em chọn là C hay à là B 9 các em nhé câu hỏi số 3 các em chọn là B 9 nhiệm vụ quyền hạn các em nhé của trường mầm non thì câu hỏi 3 là B câu hỏi số 4 thì chúng ta thấy câu hỏi số 4 đúng không ạ à, thì chúng ta phải chọn là D à, họ dạng liệt kê để chúng ta nhớ các cái nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non thì từ tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi, rồi huy động trẻ nửa tuổi non đến trường, rồi tổ chức hoạt động hòa nhập cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, rồi quản lý cán bộ giáo viên nhân viên. Đó thì chúng ta thấy là câu hỏi số 4 em chọn là D. Câu hỏi số 5 thì chúng ta thấy rồi, các em phải chọn là D. Cả A và C đều đúng, vì chúng ta thấy nó là nhiệm vụ thực hiện kiểm định, uh, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Uh, C là tổ chức uh, các cán bộ giáo viên nhân viên và trẻ em tham gia hoạt động, đúng không? thế còn cái B này thực hiện kế hoạch phổ cập à, trong phạm vi được phân công là không đúng em nhá thì chúng ta thấy là à, nội dung đây câu hỏi số 5 các em phải chọn là D, A và C là đúng em nhá. Đây là như vậy. Câu hỏi số 6 thì chúng ta chọn là D thì đâu chính các nhiệm vụ của quyền hạn của trường mầm non từ huy động quản lý nguồn lực rồi xây dựng cơ sở vật chất rồi phối hợp với gia đình trẻ của trẻ em ấy tổ chức các và các cá nhân làm sao để thực hiện nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em thì chúng ta thấy là câu hỏi số 6 này các em chọn là D. Câu hỏi số 7 người ta hỏi có mấy loại hình của trường mầm non, mẫu giáo nhà trẻ, nước mẫu giáo độc lập thì các em phải chọn là A là 3 các em nhé đó chính là công lập dân lập và tư thục đúng không ạ? Thì bác câu 7 các em chọn A. Câu hỏi số 8 đó thì chính là đáp án như thầy đã hướng dẫn câu hỏi 8 đã thấy rồi. Trường mầm non, trường mẫu giáo nhà trẻ được tổ chức các loại hình nào thì gồm cả công lập, dân lập và tư thục thì chúng thấy đáp án D là chính xác. Câu hỏi số 9 người ta hỏi nhà trường nhà trẻ mẫu giáo công lập thì do cơ quan nào thành lập thì chúng ta thấy chữ Công lập thì chúng ta nhớ do nhà nước thành lập thì chúng ta thấy câu hỏi số 9 các em chọn là A. 9 là A các em nhé. Câu hỏi số 10 hỏi là trường nào mà do cộng đồng dân cư thành lập. À, đúng không? Đầu tư cơ sở vật chất và đảm kinh phí hoạt động và được chính quyền hỗ trợ thì chúng ta nhớ là cứ chỗ nào nó thấy là cộng đồng dân cư, dân cư là tìm lấy dân lập thì nó thấy là câu hỏi số 10 các em chọn là là B, dân lập các em nhé. Câu hỏi 11 người ta hỏi là trường nào do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, à, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập thì chúng ta nhớ gắn chữ tổ chức xã hội, nghề nghiệp rồi cá nhân thì nhớ là T, chúng gắn chữ tư thục thì ta thấy là C, 11 là C các em nhá. 11 là C. 12 hỏi là cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ thì chúng ta phải chọn là B, Ủy ban nhân dân cấp huyện các em nhá. Cái câu 12, các em nhớ chọn là B, gắn với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục với nhà trường, nhà trẻ thì các em chọn là B, Ủy ban nhân cấp huyện. Câu hỏi 13, người ta hỏi cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Họ chúng ta thấy với mầm non đúng không ạ? Chúng ta thấy là với nhà trường nhà trẻ thì là gì ủy ban cấp huyện. Thế còn với nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập thì chúng ta nhớ là chọn là A, ủy ban nhân dân cấp xã. 13 là A. 14 hỏi là gì? Cơ quan nào thực hiện chức năng tham mưu là gắn với tham mưu giúp cho ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục với nhà trường nhà trẻ nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập thì liên quan gắn tham mưu với ủy ban cấp huyện chính chính là phòng giáo dục đào tạo các em nhé thì 14 là d 15 hỏi là tổ chức và hoạt động của nhà trường nhà trẻ nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập nhà trường nhà trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục giáo dục hòa nhập uh, khuyết tật thực hiện các quy định nào thì các em chọn là d nó cả ba phương án a b c đều là chính xác và thực hiện theo các điều lệ rồi quy chế các em nhé thì chúng ta thấy là với câu hỏi 15 này các em chọn là d câu hỏi 16 nó hỏi là quy chế tổ chức hoạt động trường tư thục quy định về hoạt động hòa nhập dành cho người uh, tàn tật khuyết tật do ai ban hành chúng ta nhớ từ khóa từ ban hành nhá. đi thi 100% phần trăm từ ban hành người ta chọn là gì thẩm quyền là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo thì em thấy còn 16 em chọn là b có 17 người ta hỏi là gì ạ chương một điều lệ trường mầm non có bao nhiêu điều thì chúng ta chọn là c 5 điều nhé. câu hỏi 17 em chọn là c 5 điều câu hỏi 18 hỏi là đâu là vị trí của nhà trường nhà trẻ thì chúng ta thấy là nhà trường nhà trẻ đều có tư cách pháp nhân tài khoản và con dấu riêng thì câu 18 em chọn là D câu 19 nó hỏi là nhà trường nhà trẻ hỗ trợ các nhóm trẻ nộp trên một địa phương trên địa bàn theo sự phân công có thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ lêu tại nhớ là tại điều 2 của điều lệ trường mầm non liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của trường mầm non à, và thấy rất là rõ nên thấy là ở câu 19 các em chọn là gì là A các em nhé chọn là A em thấy rõ chưa 19 là A à, câu hỏi số 20 Người ta hỏi là gì ạ? Tên nhà trường nhà trẻ à, được quy định như thế nào? Thì chúng ta thấy là à, nó đầy đủ phương án A B C thì chúng ta sẽ chọn là D. Đấy, trường mầm non thì chúng ta thấy họ là mẫu giáo nhà trẻ của họ và tên riêng nhà trường nhà trẻ rồi không ghi loại hình nhà trường nhà trẻ công lập hay tư thục rồi tên nhà trường nhà trẻ được ghi trên quyết định thành lập đúng không ạ? con à, quan dấu, biển tên trường và các giấy tờ giao dịch chúng ta thấy là câu hỏi 20 chọn là D. Câu 21 thì chúng ta phải chọn là gì ạ? Chọn là tên nhà trường nhà trẻ được ghi ở đâu? Thì chúng ta nhớ là chọn là D. Ghi trên quyết định thành lập nhà trường nhà trẻ. Con dấu biển tên nhà trường nhà trẻ các giấy tờ giao dịch thì 21 là D. 22 họ hỏi là gì ạ? Quy định về điều kiện thành lập nhà trường nhà trẻ thì nằm ở điều bao nhiêu? Của điều lệ trường mầm non. Thì quy định này nó nằm ở điều 8 em nhé. Thì chúng ta chọn là B. 22 là B. Em nhé. 22 là B. Câu hỏi số 23. Nhà trường nhà trẻ được thành lập khi đủ mấy điều kiện? thì chúng ta nhớ là có hai điều kiện đấy liên quan đến có đề án và đề án đó thành lập xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ đấy thì nhớ 23 ba em chọn là a 24 nó cụ thể là cho câu hỏi ba thì đây đâu là điều kiện thành lập nhà trường các em nhớ từ khóa có đề án thành lập trường rồi đề án thành lập phải xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ và chương trình nội dung giáo dục đấy thì chúng ta 24 các em chọn là c em nhé 24 là c 25 hỏi nhà trường nhà trẻ cho phép hoạt động giáo dục khi có đủ mấy điều kiện thì các em chọn là d 8 điều kiện các em nhá. Trong đó thì chúng ta nhớ là 7 có cộng một địa điểm các em nhá. Thì chúng ta nhớ là 25 các em chọn là D, 25 là D. Đấy, câu hỏi 25 là D. Câu hỏi 26, câu hỏi 27 đúng không ạ? Câu hỏi... thì chúng ta thấy 2, 26, 27 chúng ta chọn là D vì nó gắn các từ có đây rồi và thấy đúng không Và từ địa điểm đây rồi thì chúng ta thấy 26 là D, 27 là D. Và còn 28 thì chúng ta nhớ chọn là C Đấy có hai có và nó với kết hợp 26 27 28 là đủ 8 điều kiện để thành lập nhà trường nhà trẻ đấy. của câu hỏi 25 ấy thì chúng ta thấy 26 27 là D, đúng không ạ? 28 thì là C. em rõ chưa ạ? À, tiếp theo liên quan đến câu hỏi 29 thì một trong những điều kiện để nhà trường nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục thì có từ 3 nhóm trẻ nước mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất thì chúng ta nhớ là có 50 trẻ em và không quá gì 20 nhóm trẻ em nhá, lớp mẫu giáo thì chúng ta thấy là Đáp 29 các em phải chọn là C. 29 là C các em nhé. 30 họ hỏi là trong hạn bao nhiêu lâu nhà trường nhà trẻ có đủ điều kiện quy định tài khoản 2 điều 8 thì được cho phép hoạt động giáo dục. Thì các em nhớ là 2 năm, đáp chọn là C các em nhé. 30 là C các em nhé. 30 là C. 31 hỏi hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ sẽ làm sao bị thu hồi. Thì nhớ 31 các em chọn là C nhé. 31 là C. 32 hỏi ai là người quyết định thành lập nhà trường nhà trẻ công lập hoặc là cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ dân lập tư thục thì các em nhớ cho thầy là chúng ta chọn là gì là D chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện các em nhé câu 32 này ấy, thì các em phải chọn cho thầy là là D nhé D được chưa và thì chúng ta nhớ là D chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện liên quan đến quyết định thành lập nhà trường nhà trẻ công lập thì chúng ta nhớ là D chủ tịch ủy ban cấp huyện tiếp theo hỏi 33 ba ba, ai là người cho phép hoạt động giáo dục đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường nhà trẻ thì cái này liên quan về chuyên môn đình chỉ hoạt động giáo dục thì chúng ta thấy cho phép hoạt động giáo dục thì gắn với phòng giáo dục đào tạo thì chúng ta thấy là 33 em chọn là C nhé 33 là C 34 hỏi là người có thẩm quyền thành lập cho phép hoạt động là trường nhà trẻ thì có gì chúng ta thấy là chọn là A cũng có thẩm quyền thu hồi quyết định thành lập cho phép thành lập quyết định sẽ nhập chia tách giải thể nhà trường nhà trẻ 34 em chọn là A 35 người ta hỏi là người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục thì có thì chúng ta chọn là B có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục. Chúng ta nhớ nó gắn với thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có thẩm quyền thì đình chỉ hoạt động giáo dục. Rồi chúng ta thấy với câu hỏi 34 có thấy là người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập thì cũng là người có thẩm quyền thu hồi quyết định đúng không? Cho phép thành lập rồi quyết định sáp nhập, chia tách giải thể trường. Đó thì chúng ta thấy 34 chúng ta chọn là A, còn 35 em chọn là B. Hỏi 36 nó hỏi có mấy hồ sơ thành lập, cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ thì em chọn là C em nhé Câu 36 là C. Câu hỏi 37 thì cũng như là 38 họ cụ thể hóa bốn cái hồ sơ đó thì chúng ta thấy là 37 38 các em chọn là C. 37 38 chúng ta đều chọn là C các em nhá. Câu hỏi 39 hỏi có mấy trình tự thủ tục hoặc cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ thì các em chọn là B, 3 39 là B. 40 hỏi là cơ quan nào lập hồ sơ đối với nhà trường nhà trẻ công lập thì chúng ta nhớ là cái này phải A, 40 là A, chính là ủy ban cấp xã các em nhá. 40 là A. 41 cái hỏi là gì Cơ quan nào có trách nhiệm lập hồ sơ với nhà trường nhà trẻ tư thục? Với tư thục thì gắn do tổ chức cá nhân thành lập thì thấy là chọn là D. 41 các em chọn là D nhé. 41 là D. 42 hỏi trong thời hạn bao nhiêu ngày? Đấy. À, kể từ nhận đủ hồ sơ, ủy ban cấp huyện trách nhiệm chỉ đạo phòng dục và các phòng chuyên môn liên quan thẩm định và điều kiện quy định đấy thì chúng thấy nhớ thời hạn đây là 20 ngày em nhé. 42 là C 20 ngày. Tiếp theo câu hỏi 43 À, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể ngày nhận ý kiến thẩm định bằng văn bản phòng giáo dục đào tạo và phòng chuyên môn liên quan nếu ông đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 8 thì chúng em cấp huyện ra quyết định thành lập nhà trường nhà trẻ cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ tư thục nhớ là nhớ vấn đề mà chủ tịch ban cấp huyện sẽ là 15 ngày các em nhé Còn uh, liên quan đến ban cấp huyện chỉ đạo phòng đào tạo chuyên môn thẩm định liên quan thẩm định hồ sơ thì em nhớ là 20 ngày còn ra quyết định là 15 năm ngày. Đấy cách mẹo ta nhớ như vậy các em nhá. Thì câu hỏi số 4 bộ 3 này em chọn là là B. Câu 44 câu hỏi ai là người ra quyết định thành lập nhà trường nhà trẻ, công lập hoặc cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ tư thục thì em nhớ ra quyết định thành lập này liên quan đến đó sẽ là thẩm quyền của chủ tịch ban cấp huyện thì em chọn là B. 44 là B các em nhá. 45 hỏi là có mấy loại hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục nhà trường nhà trẻ thì các em chọn là D, 10 các em nhá. 45 là D 10, 10 hồ sơ và 10 hồ sơ này nó thể hiện ở câu hỏi 46 này, đúng không? 47 này thì chúng ta chọn là D nhá. Đấy là các loại hồ sơ rất rõ. 46 47 các em chọn là D, được chưa? 46 47 các em chọn là D, được ạ? Còn 48 thì các em chọn là C, được chưa? À, 49 chọn là C. Đấy thì chúng ta thấy là đủ 10 hồ sơ qua 4 câu hỏi. Nghĩa là 46 47 các em chọn là D. 48 49 các em chọn là C. Đấy là đủ 10 Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục của nhà trường nhà trẻ Các em nhé Câu hỏi số 50 hỏi là có mấy trình tự thủ tục Đúng không ạ Cho phép hoạt động giáo dục của nhà trường nhà trẻ Thì các em chọn là B 50 là B Các em nhé 50 là B Được chưa ạ 4 à, Tiếp theo câu hỏi 51 hỏi cơ quan nào tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục Thì chúng ta thấy thẩm quyền này phải thuộc là phòng giáo dục và đào tạo các em nha. Phòng giáo dục và đào tạo Nhớ năm nhớ 51 chọn là A. Đấy liên quan đến tiếp nhận và thẩm định liên quan đến phòng giáo tạo thì 51 là A. 52 hỏi là trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận uh, thông báo kế hoạch thẩm định thực tế phòng giáo tạo chủ trì phù hợp với phòng liên quan để thẩm thức, thẩm định thực tế thì chúng ta nhớ đấy cái thẩm định nó thấy rồi nhưng phần trên đấy thì là 20 ngày thì cái này thẩm định cứ gắn đến thẩm định nó nhớ là 20 ngày hay còn quyết định thì là 15 ngày nhá đây thẩm định thì là 20 ngày được chưa thì năm hai em chọn là D khoản 53 hỏi nhà trường nhà trẻ để ứng cái điều kiện quy định tại khoản 2 điều 8 của điều lệ này thì ai sẽ là người ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì nhớ ra quyết định này cho phép hoạt động giáo dục thì nhớ là trưởng phòng giáo dục đào tạo 3, các em năm ba em chọn là b năm ba là b năm 4, người hỏi nếu nhà trường nhà trẻ chưa ứng các điều kiện quy định khoản hai điều 8 của điều này thì phòng giáo dục đào tạo thực hiện công việc gì chúng ta nhớ chọn là a thông báo nhà trường nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do thì năm 4, các em chọn là a nhé năm là a còn câu hỏi số 55, hỏi là quy định về việc sát nhập đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường nhà trẻ nằm ở điều bao nhiêu của điều lệ trường âm non? Chúng ta nhớ là C, điều 11 các em nhé. 55 là các em chọn là C, điều 11. Còn câu hỏi số 56, hỏi là có mấy yêu cầu về việc sát nhập chia tách giải thể nhà trường nhà trẻ? Thì 56 các em chọn là B, 4 các em nhé. 56 là B. 57 thì nó cụ thể hóa đúng không? 57 là cụ thể hóa của câu hỏi số 56 đấy. À, đâu có các yêu cầu thì nhớ là A, B, C nó đầy đủ đây rồi Chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ Thì là 57 các em chọn là D nhé 57 là D 58 thì họ hỏi là đâu có hồ sơ cho việc sát nhập chia tách giải thể nhà trường nhà trẻ Thì chúng ta chọn là C Cả A và B đều đúng Từ cái đề án rồi tờ trình các em nhé 58 là C 59 nó hỏi có mấy trường hợp nhà trường nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động giáo dục Thì chúng ta nhớ là chọn là thầy chọn là C là 6 các em nhé 59 là C 6 trường hợp và 6 trường hợp này nó được thể hiện ở câu hỏi 60, 61 thì các em đều chọn là thầy là D. 60, 61 là D. Đó, từ có hành vi gian lận này, rồi không đảm bảo các điều kiện này, rồi người cho phép hoạt động không thẩm quyền, rồi không triển khai hoạt động giáo dục này, rồi vi phạm các quy định về xử phạt chính này, rồi các trường hợp khác. Thì 60, 61 các em đều chọn là D. 62 hỏi là có mấy hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường nhà trẻ thì chúng ta phải chọn là C là 4 các em nhé. 62 là C là 4. 63 thì chúng ta thấy rồi nó cụ thể hóa cho câu hỏi 62 thì chúng ta chọn là D nhá các em nhá đâu là các hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường nhà trẻ thì 63 các em chọn là D câu hỏi số 5 rồi thấy liên quan về bao nhiêu ngày làm việc kể ngày thông báo nhà trường nhà trẻ phát hiện hành vi vi phạm thì trưởng phòng sẽ xem xét quyết định đình chỉ hoặc không Nha, đình chỉ hoạt động giáo dục thì nó xem xét quyết định ở đây là gắn với Nên nhớ về đình chỉ hoạt động của trưởng phòng Nên nhớ là 10 ngày các em chọn là B 64 là B 64 là B câu hỏi 65 hỏi quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường nhà trẻ phải gì chúng ta nhớ xác định rõ lý do đình chỉ thời hạn đình chỉ rồi biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em giáo viên cán bộ nhân viên trong trường thì chúng ta thấy 65 Các em chọn là C 65 là C 66 hỏi là quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường nhà trẻ phải được gì công chúng ta phải chọn là A là công bố công khai trên phương tiện thông đại chúng thì 66 các em phải chọn là A 67 hỏi là sau thời hạn đình chỉ nếu nhà trường nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến vụ đình chỉ thì trưởng phòng đào tạo xem xét cái gì nhớ là chọn là a các em nhớ là cho phép hoạt động giáo dục trở lại đúng không ạ đối với nhà trường nhà trẻ thì 67 các em chọn là a 68 hỏi là có mấy trường hợp nhà trường nhà trẻ bị giải thể thì chúng ta thấy mình cho phải chọn là 4 nhá 68 chọn là b 4 và 69 thì nó cụ thể đúng không ạ rất là rõ thì sáu 69 70 mươi nó cụ thể cho 4 trường hợp mà nhà trường, nhà trẻ bị giải thể thì các em đều chọn là C. 6, 9, 70 các em chọn là C. Đấy, nhưng mà liên quan vi phạm nghiêm trọng về quản lý tổ chức hoạt động rồi hết thời hạn đình chỉ khắc phục được nguyên nhân. Rồi mục tiêu hoạt động uh, trong quy định thành lập cho hành lập không còn phù hợp. Rồi, hoặc là theo đề nghị của tổ chức cá nhân thì vẫn thấy 6, 9, 70 các em đều chọn là C. 71, họ hỏi là có mấy loại hồ sơ giải thể của nhà trường, nhà trẻ thì nó nhớ chọn là 3A. nhá 71 là A. À, 71 là A. À, tiếp theo liên quan đến thẩm quyền thì hỏi là, câu hỏi 72 cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo chủ trì phù hợp các phòng liên quan trong hạn 30 ngày đấy tiến hành xác minh lập hồ sơ giải thể nếu rõ lý do giải thể thông báo nhà trường nhà trẻ báo cáo ủy ban cấp huyện thì chắc chắn rồi à, liên quan đến cái việc chỉ đạo và phòng giáo dục thì chắc chắn là thẩm quyền của ủy ban cấp huyện rồi thì chúng thấy 72 các em chọn là a nhá 72 thì là a 73 thì chúng ta thấy là Đấy liên quan về cái ngày đây họ đảo ngược lại thôi ủy ban cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phóng dục trong thời hạn bao nhiêu ngày tiến hành kiểm tra được hồ sơ đúng không nêu rõ lý do thông báo nhà trường thì bạn nhớ là à, án là c 20 ngày đấy chúng ta thấy rất là rõ nhá thì nó án đây là 20 ngày đấy là như vậy liên quan đến xác minh chỉ là 20 ngày xác minh thẩm định 20 ngày em nhá rồi câu hỏi 74 thì tôi hỏi trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc cái hồ sơ giải thể nhà trường ban cấp huyện xem xét Đấy, gắn với từ xem xét thì chúng ta nhớ là 10 ngày là B nhá. Xem xét thì là 10 ngày đúng không? Đấy, rồi chúng ta sẽ thẩm định, xác minh thì là 20 ngày, thế còn quyết định thì là 15 ngày. Đấy chúng ta nhớ cái từ khóa như thế. À, câu hỏi 75 hỏi cơ quan nào sẽ xem xét quyết định giải thể hay không giải thể nhà trường thì chúng ta thấy thẩm quyền này thuộc thuộc chủ tịch ban cấp huyện thì năm năm các em phải chọn là B, năm là B. 76 hỏi là quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ cần phải cái gì? Thì chúng ta thấy cả nêu cả 3 phương án A, B, C thì chúng ta chọn 76, các em chọn là D. Từ nêu rõ lý do giải thể rồi quy định về biện pháp bảo vệ quyền của trẻ em, đúng không? Cán bộ, giáo viên, nhân viên. Rồi phương án giải quyết tài sản nhà trường mà tính công khai minh bạch thì chúng thấy 76, các em chọn là D. 77 hỏi là quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ phải được gì? Công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thì thấy 77, các em chọn là A. 78 tám thấy tổ chức cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ nữ bảo lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo mấy điều kiện à, bảo bảo các cái điều kiện ấy, thì chúng ta thấy nó phải là gọi đầy đủ có các cái điều kiện rất rõ đúng không đáp ứng nhu cầu của, của người trẻ của gia đình rồi có giáo viên đạt trình độ rồi có phòng nuôi dưỡng thì nó thấy là 78 em chọn là D 79 nó hỏi là ai sẽ người cấp phép trên cơ sở ý kiến bằng văn bản phòng giáo dục và đào tạo đối với nhóm trẻ độc lập thì nhớ là với nhóm trẻ độc lập thì chúng ta nhớ thẩm quyền là chủ tịch ủy ban cấp xã các em nhá 79 em chọn là a 80 hỏi là đâu là hồ sơ đăng ký thành lập à, nhóm trẻ nó độc lập thì chúng thấy là thấy chọn là c tám à, 80 là c gồm tờ trình đề nghị thành lập rồi văn bằng chứng chỉ hợp lệ nhá thì 80 là c 81 là họ hỏi là trong hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì ủy ban nhân cấp xã sẽ gửi văn phòng văn bà văn bản gửi phòng giáo dục đào tạo để đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ nơi mẫu giáo đầu lập thì nhớ là cái thời hạn này là 5 ngày em nhé 81 là B 5 ngày 82 thì hỏi trong thời hạn bao nhiêu ngày thì phòng giáo dục đào tạo xem xét kiểm tra trên thực tế nếu đủ điều kiện phòng giáo dục có cái văn bản gửi ban cấp xã thì chúng ta nhớ chọn đây là B 10 ngày đấy các em lưu ý đây là liên quan đến nhóm trẻ nơi mẫu giáo đầu lập thì chúng ta thấy rất là rõ nhá thì chúng ta thấy với ban xã gửi vào phòng giáo dục thì là 5 ngày thế còn uh, sau khi mà uh, phòng giáo dục uh, xem xét kiểm tra thực tế thì phòng giáo dục sẽ ghi cái văn bản gửi lại cho văn xã là 10 ngày em nhá và tiếp theo là trong thời hạn bao nhiêu ngày hỏi ba, kể khi nhận được văn bản trả lời của phòng giáo dục thì chủ ban cấp xã văn bản cho phép thành lập văn việc ủy ban xã cho phép thành lập nhà trường nhà trẻ uh, mẫu giáo độc lập này này thì chúng ta thấy là chọn là a 10 ngày Đấy, thì với ba nội dung này tôi nhớ là năm 10 10 em nhé Đấy, và nhớ công thức 5, 10, 10 thì rất là dễ được sửa. Còn câu hỏi 84, hỏi ai là người cho phép thành lập nhóm trẻ nước mẫu giáo đầu lập? Thì chúng ta gắn với chủ văn cấp xã rồi. lớp nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập, chúng ta chọn là B, 84 là B. Các em nhé, 85 hỏi là có mấy yêu cầu việc sát nhập chia tách nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập? Thì các em chọn là B, 85 là B, 85 là B. 86 thì chúng ta hỏi có mấy yêu cầu để trả lời khoảng 85 đấy thì dạng thức chúng ta được kê A, B, C đều đúng rồi bảo đảm góp phần chúng thấy 86 là D 87 hỏi là đâu các trường hợp nhà trẻ mẫu giáo lập bị đình chỉ hoạt động giáo dục thì nó thấy rồi cả A và B không còn đạo điều kiện rồi vi phạm quy định về sự phạm chính thì thấy 87 cho là C 87 là C các em nhá 88 hỏi là ai là người quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập thì thẩm quyền này cho thấy là ông nào ban hành thì chúng ta cũng có quyền đình chỉ thì cho phép thành lập thì ông đã đình chỉ thì thấy là 88 các em chọn là B chủ tịch anh cấp xã các em nhé 88 là B 89 thì uh, quyết định uh, đình chỉ cần ghi rõ gì thấy là chọn cả chọn C vì cả A là lý do thời hạn đình chỉ công giáo dục rồi biện pháp khắc phục thấy là 89 là C 90 họ hỏi là quyết định đình chỉ hoạt động dục phải được gì chúng ta phải chọn là C công bố công khai trên phương tiện tuyên đại chúng thì tại 90 các em chọn là C 91 hỏi là ai sẽ là người xem xét quyết định cho phép nhà trẻ mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại thì gắn với B chủ tịch ban cấp xã ông xã sẽ là người cho phép thành lập đó đình chỉ hoạt động giáo dục rồi cho phép hoạt động giáo dục cũng như cho phép hoạt động trở lại với các nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập em nhé thì em thấy thẩm quyền đều là chủ tịch ban cấp xã thì 91 là B 92 hỏi có mấy trường hợp mà nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập bị giải thể thì em chọn là B 3 em nhé và câu hỏi 93 nó cụ thể ba trường hợp mà À, nhóm trẻ nữa bữa giải thể cái phương án A, B, C đều chính xác rồi thì chúng ta chọn là D các em nhé 93 chọn là D 94 hỏi nào, ai là ai người quyết định thu hồi giấy phép thành lập quyết định nhóm trẻ mẫu giáo lập thì chúng ta chọn là B chủ tịch ban cấp xã như thầy nói rồi ông mà cho phép thành lập và cho phép hoạt động uh, hoạt động giáo dục rồi đình chỉ giải thể thì thu hồi các thứ đều gắn với ông là chủ ban cấp xã ban cấp xã các em nhé thì uh, với nhóm trẻ mẫu giáo lập đấy thì 94 các em chọn là B 95 họ hỏi là gì quyết định giải thể phải ghi rõ gì thì chúng ta nhớ chọn là C cả A và B là đúng Đấy, 95 là C 96 họ hỏi là quyết định giải thể phải công bố ở đâu một công khai trên phương thông, thông, tin đại chúng thì 95 là C 96 và người ta hỏi số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi là bao nhiêu thì chúng ta nhớ con số là 15 96 là C em nhé tiếp tục họ hỏi 97 số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ từ 13 tháng đến 24 tháng tuổi là bao nhiêu thì em chọn là 20 chúng ta thấy tịnh tiến lên nhá là cho thấy từ 3 đến 12 tháng tuổi là 15 10 là số người tối đa là 15 đúng không còn tiếp số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ từ 13 đến 24 thì tịnh tiến lên là 20 tiếp theo là số trẻ có 98 đấy số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ từ 25 đến 36 năm tuổi thì tịnh tiến lên, lên con số là là C đã chọn là là 25 đấy em nhá đấy là như vậy là những con số là 10 năm, 20, 25 các em nhá. Đấy các thấy rất rõ. Câu hỏi 99 hỏi là mỗi nhóm trẻ nó mỗi giáo có không quá bao nhiêu trẻ trong cùng một loại khuyết tật thì chúng ta nhớ chọn là A là 2 các em nhá. 99 là A. Câu hỏi 100 nó hỏi là trẻ em từ bao nhiêu tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ thì chúng ta chọn là D từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi các em nhá. 100 các em chọn là D 101 câu hỏi số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi là bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ con số là 25, chúng ta chọn là C. 101 chúng ta chọn là C. 102 số đẻ uh, chúng ta thấy câu hỏi là số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo từ 4 đến 5 tuổi là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy tịnh tiến lên uh, thêm 5 vào chúng ta nhớ là 30 các em nhé, 30. Tiếp theo khoảng 103 thì số trẻ tối đa trong một lớp học mẫu giáo 5 đến 6 tuổi là bao nhiêu? thì chúng ta tịnh tiến lên thì cái phương án 102 này à 103 này các em chọn là C 30 năm. Đấy, chúng ta thấy qua những cái câu hỏi thấy sự tịnh tiến. Câu hỏi 101 số đẹp tối đa trong một lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi chúng ta thấy là gì? Là 2 năm. Tiếp theo câu hỏi 102 số đẹp tối đa trong lớp học từ 4 đến 5 tuổi thì chúng ta chọn là A là 30. Còn tiếp theo câu hỏi 103 là số đẹp tối đa trong một lớp mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi thì chúng ta nhớ là chọn là 30 năm. Đấy là nhớ con số 25 30 35 tịnh tiến như vậy. Câu hỏi 104 hỏi là trẻ em từ bao nhiêu tuổi thì được tổ chức thành các lớp mẫu giáo? Thì chúng ta nhớ là chọn là B từ 3 tuổi đến 6 tuổi các em nhá, 104 chọn là B. 105, tôi hỏi nếu số lượng trẻ em trong một nhóm lớp không đủ bao nhiêu phần trăm so với trẻ tối đa được quy định tại điểm A điểm B khoảng một điều này thì được tổ chức thành nhóm trẻ lớp mẫu giáo hoặc lớp mẫu giáo cho cho đúng không? ghép ấy thì nhớ là chọn là C, 50% các em nhá. Đấy à, 105 chúng ta chọn là C. 106 hỏi mỗi nhóm trẻ nếu mẫu giáo có chúng ta nhớ là à, liên quan cùng một loại khuyết tật ấy, thì chúng ta phải chọn là B, không quá hai trẻ cùng một loại khuyết tật thì 106 các em chọn là B. 107 họ hỏi là à, à, mỗi trường à, mỗi nhà trẻ không có quá nhớ là 7 điểm trường em nhé. Thì chúng ta nhớ 107 các em chọn là D, 7 điểm trường. 107 là B7. 108 là tổ chuyên môn gồm những ai thì chúng ta thấy dạng kê nó gồm giáo viên rồi người chúng ta thiết bị rồi cấp dưỡng như thấy 108 ta chọn là D. 109 nó hỏi có mấy nhiệm vụ của tổ chuyên môn thì chúng ta phải chọn là D là 4 các nhá. 4 là nhiệm vụ của tổ chuyên môn rất là rõ. À, và bốn nhiệm vụ này nó được thể hiện rất rõ trong câu hỏi 110. 110 dạng liệt kê đầy đủ các nhiệm vụ của tổ chuyên môn rồi thì chúng ta em chọn là D. 111 hỏi tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ bao nhiêu tuần một lần? Thì chúng ta nhớ chọn là D. 111 là gì? Ít nhất 2 tuần một lần thì chúng ta thấy 111 các em chọn là D 112 hỏi là tổ văn phòng gồm những ai thì cũng dạng liệt kê đầy đủ các nhân viên tác y tế trường học văn thư kế toán và nhân viên khác thì 112 các em chọn là D 112 là D các em nhé 113 hỏi là có mấy nhiệm vụ của tổ văn phòng thì chúng ta nhớ 113 các em chọn là C là 4 các em nhé 113 là C được chưa ạ và 114 nó thể hiện câu hỏi cho 113 nó liệt kê nhiệm vụ của tổ văn phòng thì 114 các em chọn là D các em nhá. Chọn là D. Câu hỏi 115 hỏi là tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất bao nhiêu tuần một lần? Thì mới nhớ là con số là B 2 tuần các nhá. 2 tuần. Thì 115 chúng ta chọn là B được chưa? Chọn là B. 116 hỏi là hiệu trưởng nhà trường nhà trẻ là gì? Thì chúng ta thấy khái niệm ở đây là chúng ta thấy phải chọn là C nhá là người chịu trách nhiệm về tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường nhà trẻ thì chỉ 116 em phải chọn cho thầy là C nhá 116 là C 117 họ hỏi là gì hiệu trưởng do ai bổ nhiệm đúng không ạ với nhà trường nhà trẻ công lập công nhận với trường nhà trẻ dân lập tư thục thì chúng ta nhớ là liên quan tất cả cái bổ nhiệm này thì anh nhớ là do trưởng phòng đào tạo nhá là B được chưa ạ 117 phải là B em nhá 118 hỏi nhiệm kỳ của hiệu trưởng là bao nhiêu năm Thì chúng ta nhớ là 5 năm Chúng ta chọn là C em nhá. 118 chọn là C 119 hỏi là sau 5 năm Thì hiệu trưởng được đánh giá và có thể Chúng ta nhớ phải chọn là C Đó là bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại Thì chúng ta thấy 119 chúng ta chọn là C 120 hỏi là gì Đối với nhà trường, nhà trẻ, công lập Thì mỗi hiệu trưởng chỉ được giao quản lý Chúng ta nhớ là chọn là một nhà trường Hoặc một nhà trẻ không quá hai nhiệm kỳ chúng ta chọn án là a nhá đấy là nhớ chỉ được giao quản lý một nhà trường hoặc một nhà trẻ không quá hai nhiệm kỳ chúng ta nhớ là câu hỏi 120 chúng ta phải chọn là a câu hỏi 121 hỏi là người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm hiệu trưởng nhà trường nhà trẻ phải đáp ứng mấy tiêu chuẩn thì chúng ta chọn là a hai tiêu chuẩn 121 Các em chọn là a 122 thì nó thể hiện rõ hai tiêu chuẩn để bổ nhiệm công nhận hiệu trưởng nhà trường ấy, thì thấy là Câu hỏi 122 em chọn là C, 122 chọn là C. 123 thì họ hỏi là trình độ chuẩn đào tạo và thời gian công tác của hiệu trưởng nhà trường nhà trẻ được quy nào? chúng ta chỉ chọn là D. Thì chúng ta thấy với trường mầm non thì chúng ta thấy là sẽ trình độ chuẩn của hiệu trưởng là bằng trung cấp sư phạm mầm non rồi có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non thì thấy một thấy là 123 các em chọn là D. 124 hỏi là có mấy nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng thì chúng ta nhớ cho thầy là là chọn là D, 8 nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng và câu hỏi 125, 126 nó thể hiện rất rõ à, các cái à, các cái nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng thì con thấy là 125 là em chọn là D, 126 em chọn là D nhá, 125 là D, 126 là D. 127 cũng vậy, cũng thì chúng ta chọn là C thì 125, 126, 127 chính là thể hiện 8 cái nhiệm vụ quyền hạn của của hiệu trưởng em nhá. Thì 125, 126 là D, 127 là C. Tiếp ở một trong hỏi 128 hỏi là hiệu trưởng tham gia hoạt động giáo dục bao nhiêu giờ trong một tuần thì chúng ta nhớ là chọn là B nhá. 128 là B. 129 nó hỏi là phó hiệu trưởng thì do ai bổ nhiệm? Thì chúng ta nhớ là phó hiệu trưởng cũng giống như hiệu trưởng của trường mầm non thôi thì chúng ta nhớ là gì? Chọn là B nhá. Và là trưởng là trưởng phòng giáo dục đào tạo nhá. 129 là B. 130 trường mầm non hạng 1 thì có bao nhiêu phó hiệu trưởng? thì chúng ta 130 các em chọn là B là 2 phó hiệu trưởng. Trường mầm non hạng 1 là có 2 phó hiệu trưởng. Các em nhá, 130 là B. 131 hỏi trường mầm non là 2 có bao nhiêu phó hiệu trưởng thì các em chọn là A, 1 phó hiệu trưởng. 131 chọn là A. 132 hỏi là có mấy tiêu chuẩn của người được bổ nhiệm công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường thì chúng ta nhớ là chúng ta chọn là B là 2 các em nhá. 132 là B hỏi 133 nó cụ thể cho câu hỏi 132 về các tiêu chuẩn của Phó Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng thì các em chọn là, chọn là C, cá và B. A và B chính là hai tiêu chuẩn của Phó hiệu trưởng thì 133 các em chọn là C. 134 hỏi về trình độ chuẩn đào tạo, thời gian công tác của Phó hiệu trưởng trường mầm non và nhà trường nhà trẻ được quy định như nào thì nhớ chọn A. À, thì chúng nhớ là, là A là có bằng trung cấp sư phạm mầm non và có ít nhất 3 năm công tác trong giáo dục mầm non. 134 là A. Một trăm ba hỏi có mấy nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng chúng ta nhớ chọn A là hai Hai nhiệm vụ quyền hạn của phó hiệu trưởng. 135 là A, 136 nó thể hiện uh, nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng. Thì chúng ta thấy họ liệt kê em nhá thì chúng ta thấy là chúng ta chọn là D tất cả nhá. 136 là D. 137 họ hỏi phó hiệu trưởng tham gia các hoạt động giáo dục bao nhiêu giờ trong một tuần thì 137 các em chọn là là D4 em nhá. 137 là D. 138 hỏi là trường phòng dục đào tạo công nhận đối với loại hình nhà trường nhà trẻ nào thì chúng ta thấy là à, công nhận với công nhận thì chúng ta nhớ là với dân lập tư thục các nhá thì chúng ta chọn là C còn quyết định là với trường công lập thế còn công nhận là sẽ là chọn A và B nhá thì chúng ta thấy 138 là C là quyết định công nhận với trường à, dân lập và tư thục đấy đúng không ạ? Rồi 39 hỏi là phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng mà chịu trách nhiệm trước ai thì trước nhất là ta thấy là trước hiệu trưởng và thứ hai là trước pháp luật Chúng ta thấy 139 là C, 139 là C. 140 hỏi các nhà trường nhà trẻ được bố trí thêm một phó hiệu trưởng nếu có ta đây là có thứ nhất là có từ 5 điểm trường, thứ hai là có từ 20 trẻ em khuyết tật trở lên thì 140 các em chọn là C. 41 hỏi là số lượng thành viên hội đồng trường thì gồm bao nhiêu người? người ta luôn nhớ là số lẻ thì có nhà C, ta chọn là C, 7 đến 9 người các em nhá. Thì 141 các em chọn là C. 142 hỏi là hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất bao nhiêu lần trong một năm? thì chúng ta nhớ là chọn là B hai lần trong một năm. 142 là B. 143 hỏi là về trường hợp cần thiết hiệu trưởng họ ít nhất bao nhiêu thành viên hội đồng trường đề nghị chủ tịch hội đồng trường quyền uh, triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những về phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn nhà trường nhà trẻ thì chúng ta nhớ chọn là A 1 phần 3 các em nhé. Uh, câu hỏi 143 các em chọn là A 1 phần 3. Câu hỏi 144 hỏi phiên họp của hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ bao nhiêu thành viên của hội đồng trường trở lên chúng ta nhớ chọn là D 3 phần tư em nhé 144 chọn là là D 145 hoặc là nghị quyết của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực ít nhất bao nhiêu số thành viên có mặt nhất trí thì chúng ta phải chọn là D 2 phần 3 các em nhé 145 là các em chọn là thầy là D 2 phần 3 tiếp là có hỏi 46 hỏi là nhiệm kỳ của hội đồng trường là mấy năm thì chúng ta thấy rồi nó giống như của hiệu trưởng thôi thì với đồng trường là nhớ nhiệm kỳ là 5 năm thì mình thấy 146 là D. 147 hỏi là chủ tịch hội đồng trường do ai bầu thì 147 các em phải chọn là B. Chủ tịch hội đồng trường sẽ do các thành viên hội đồng bầu. 147 là B các em nhá, 147 là B. 148 hỏi là gì ạ? Có mấy nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường công lập? Thì chúng ta thấy 148 các em chọn là C. 148 là C và một, uh, câu hỏi mẫu 9 nó chính là cụ thể ba cái nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường công lập đấy thì chúng ta thấy là là mục 9 các em phải chọn là D nhá. A B C đều chính xác rồi, mẫu 9 là D. Tiếp tục 150 hỏi là hội đồng thi đua khen thưởng do thành lập. thì chúng ta nhớ chọn là B, nó hiệu trưởng thành lập các em nhá. 150 là B. 151 hỏi là tổ chức Đảng Cộng sản trong nhà trường lãnh đạo nhà trường nhà trẻ thì hoạt động khuôn khổ nào thì chúng ta phải chọn là D tất cả, đáp án là đúng đầu động trong khổ pháp hiến pháp pháp luật rồi điều lệ lạ điều lệ của đảng thì 151 các em chọn là D 152 hỏi là việc quản lý thu chi nguồn tài chính nhà trường nhà trẻ thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan nào thì các em nhớ phải có ba cơ quan đó là bộ tài chính bộ đào tạo và chính phủ à, à, cho thấy là hai cơ quan thôi bộ tài chính bộ giáo dục thì em thấy là án này 152 là các em phải chọn là D cả A và B đều đúng nghĩa là bộ tài chính và bộ giáo dục 152 là D các em nhé 153 hỏi nhà trường nhà trẻ nhóm trẻ nước mẫu giáo độc lập thực hiện chương trình dục mầm non do ai ban hành thì nhớ rồi nhớ từ khóa xuyên suốt từ luật giáo dục hai năm rồi chín cũng như điều lệ thì nhớ, từ khóa ban hành nhớ thẩm quyền là bộ trưởng bộ đào tạo không nhá? thì một năm ba các em phải chọn là a tiếp theo họ hỏi là gì cơ quan nào quy định về thiết bị đồ dùng đồ chơi sử dụng trong nhà trường nhà trẻ nước mẫu giáo độc lập thì cái này một năm này chúng ta phải chọn là b đấy B chính là bộ đồ tạo Đấy chính là 10% còn lại trong câu hỏi quy định Đấy, cơ quan nào quy định thì quy định về đồ dùng đồ chơi thì chúng ta nhớ nhớ đồ dùng đồ chơi là gắn với bộ giáo dục đào tạo các em nhé 154 là B 1 n 55 cũng vậy cơ quan nào quy định về tài liệu hướng dẫn chăm sóc trẻ khuyết tật thì nhớ tài liệu rồi đồ dùng là luôn gắn với bộ giáo dục đào tạo thì 155 này các em chọn là B nhé 155 là B 156 hỏi là có mấy nữa? hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em thì chúng ta nhớ là chọn là C5 nhá. 156 là C. Chúng ta có 5 hoạt động uh, nuôi dưỡng chăm sóc trẻ và nó được cụ thể ở câu hỏi 157 và 158. À, 157 thì chúng ta sẽ chọn là D các em nhá. 157 là D, 158 thì là C các em nhá. 157 là D và 158 là C. Và 159 hỏi đối với giáo viên thì cần có các loại hồ sơ sổ sách nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em thì thấy là phương án A B C đưa ra là chính xác rồi thì 159 chúng ta chọn là D 159 là D 15, 160 hỏi kiểm định kiểm tra định kỳ sức khỏe trẻ em thì bao nhiêu lần trong một năm học thì các em luôn nhớ 160 các em chọn là B là hai lần các em nhé 160 là B hai lần 161 hỏi là thực hiện việc đo chiều cao cân nặng ghi và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng của trẻ em mỗi tháng một lần cho trẻ em bao nhiêu tháng tuổi thì các em nhớ chọn là thầy 161 các em chọn là C dưới 24 tháng tuổi các em nhé 161 là C 162 hỏi thực hiện đo chiều cao, cân nặng, ghi và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho em từ 24 tháng tuổi trở lên thì thực hiện như thế nào? Thì 162 các em phải chọn là C, mỗi quý một lần. 162 là C. 163 hỏi là đối với khu thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, tái định cư, khu ngoại thành, nông thôn thì độ dài đường đi của trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ không quá bao nhiêu km? Thì câu hỏi 163 các em phải chọn là B, 1km. 163 là B. 164 hỏi đối với các vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn độ dài đường đi của em nếu nhà trường nhà trẻ không quá bao nhiêu km thì 164 các em phải chọn cho thầy là C 2 km 164 là C 165 hỏi là theo văn bản, bản nhất số 04 ấy, thì diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu cho một trẻ đối phụ đồng bằng trung du là bao nhiêu thì chúng ta nhớ đá này chúng ta phải chọn là C 12 mét vuông nhé 165 là C 166 hỏi là diện tích sử dụng đất bình quân tối thiểu cho một trẻ với khu thành phố thị xã và núi cao là bao nhiêu thì với câu hỏi 1 cho 6 các em phải chọn là C 8 mét vuông em nhé 1 cho 6 là C 167 hoặc là phòng sinh hoạt chung có diện tích là bao nhiêu cho một trẻ thì chúng ta nhớ là 167 này các em phải chọn là B 1,5 mét vuông đến 1,8 mét vuông 167 là B 168 hoặc là phòng ngủ của trẻ phải đảm bảo những yêu cầu gì thì chúng ta thấy phải chọn là C cả A và B đều đúng khi nó đảm bảo về diện tích là 1,2 1,5 mét vuông một trẻ rồi đảm bảo yêu cầu yên tĩnh thoáng mát về mùa hè ấm áp mùa đông thì 168 các em phải chọn là C 169 hỏi là phòng vệ sinh có diện tích là bao nhiêu cho một trẻ thì các em phải chọn là B các em nhé đó là diện tích từ 0,4 đến 0,6 mét vuông 169 là B 170 hỏi là hiên chơi uh, cho trẻ có diện tích là bao nhiêu cho một trẻ thì chúng ta thấy là 170 các em phải chọn là C đó là 0,5 mét vuông đến 0,7 mét vuông 170 là C 171 hỏi nhà bếp có diện tích bao nhiêu cho một trẻ thì chúng ta phải chọn án là A 3 0,3 mét vuông đến 0,35 mét vuông cho một trẻ em nhé thì 171 các em phải chọn là A 172 hỏi ở nhà bếp có các thiết bị nào thì chúng ta thấy phương án A B C đều là chính xác họ liệt kê rồi chúng ta chọn là D vì có đầy đủ phục vụ đồ dùng trẻ em này rồi các dụng cụ chế biến thực phẩm rồi tủ lạnh lưu mẫu rồi có đủ nước uống này rồi đảm bảo về xử lý chất thải này rồi đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ thì thấy 172 là D. 173 hỏi là có mấy yêu cầu về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu thì chúng thấy là gì chúng ta phải chọn là C, nghĩa là 3. Đấy có 3 yêu cầu về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị. Và cái 3 yêu cầu nó thể hiện rất rõ câu hỏi 174. Đấy thì chúng ta thấy là 7174 em chọn là D các em nhá. Đấy, 174 là D. 175 hỏi là có mấy yêu cầu đối với nhà nhóm trẻ lớp mẫu giáo đầu lập thì chúng em phải chọn là A4. 175 là A4. Và câu hỏi 176, 177 nó sẽ cụ thể hóa các yêu cầu đối với nhà trẻ, nóng trẻ ở mẫu dõi lập đấy. Của câu hỏi 75 thì chúng ta thấy 176 và 177 các em đều chọn là C. 176 và 177 các em đều chọn là C. 78 họ có mấy yêu cầu về trang thiết bị đối với một nhóm trẻ đồng lập. Thì chúng ta thấy 178 các em chọn là B, là 4, là 4 các em nhé. Đó là như vậy. Thì câu hỏi 79 thì chúng ta thấy là nó thỏa mãn, nó phương án A, B, C à, về đâu là yêu cầu về trang thiết bị đối với nhóm trẻ độc lập thì chúng ta thấy a b c đều chính xác rồi thì mẫu bảy chín em chọn là d một tám mươi hỏi là đồ dùng tài liệu của nuôi dạy trẻ thì bao gồm nó thấy là cũng đầy đủ các nội dung trong qua phương án a b c thì một tám mươi các em phải chọn là d một tám hỏi là gì có mấy yêu cầu về trang thiết bị đối với một lớp môi giáo độc lập thì các em chọn là c nó là bốn các một là c và một tám hai cũng như một tám ba chính là, là cái đáp án trả lời cho câu hỏi 181 đấy thì chúng ta thấy đâu có yêu cầu trang thiết bị đối với nước mẫu giáo đầu lập thì 182, 183 các em đều chọn là C cái nhé 182, 183 các em đều chọn là C câu hỏi 184 hỏi là quy định về giáo viên và nhân viên thì nằm điều bao nhiêu thì chúng ta thấy là liên quan quy định về giáo viên và nhân viên thì nằm điều 34 các em nhé thì 184 các em phải chọn là D Tiếp tục ở câu hỏi 3, 185, câu hỏi là giáo viên trong các cơ sở dùng non là gì cái khái niệm đấy. Thì em phải chọn A, đó chính là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp một giáo lập. Thì câu hỏi 185, các em chọn cho thầy là gì? Các em chọn là A, các em nhá là chính xác, A. 185 là A. Câu hỏi 186, câu hỏi là gì ạ? Nhân viên là gì? Thì các em chọn là C, đó là người là người làm nhiệm vụ phụ công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em trong cơ sở làm mầm non. 186 là C. 187 hỏi là có bao nhiêu nhiệm vụ của giáo viên thì các em phải trả lời cho thầy là 6 nhá. 187 các em chọn là 6, em nhớ. 188 đúng không ạ? 19 thì nó cụ thể cho cái câu hỏi 187 là có 6 nhiệm vụ của giáo viên đấy. Thì chúng ta thấy là 188, 189 các em đều chọn là D các em nhé 188 189 các em đều chọn là D đó 190 hỏi là gì có bao nhiêu nhiệm vụ của nhân viên thì chúng ta nhớ là trả lời là gì là 6 các em nhé 6 nhiệm vụ của của nhân viên Đấy, trên là giáo viên còn đây dưới có hỏi 90 có bao nhiêu nhiệm vụ của nhân viên thì cũng là 6 đúng không Đã thấy với giáo viên cũng là 6 và nhân viên là 6 và Câu hỏi 191, 192 họ sẽ cụ thể cho câu hỏi 190 đấy, về 6 nhiệm vụ của nhân viên thì chúng ta thấy 191, 192 các em đều chọn là D. 191, 192 các em đều chọn là D. 193 hỏi là có bao nhiêu quyền của nhân viên và giáo viên. Đấy, nhiệm vụ thì tách riêng, quyền thì của nhân viên và giáo viên thì đều góp vào chung. Thì chúng ta 193 các em chọn là B, 5 các em nhé, B, 5. 194 thì chúng ta phải chọn là D các em nhé. Đấy, quyền luôn gắn chữ được rồi. Thì A, B, C đều có ba cái đường rất là cụ thể gắn với giáo viên và nhân viên thì 194 các em chọn cho thầy là là D 195 thì nó chính là hai quyền còn lại của giáo viên và nhân viên thì chúng ta thấy hai cái được đấy được bảo vệ danh dự nhân phẩm được thực hiện các quyền khác thì 195 các em chọn là C 195 là C 196 họ hỏi là gì trình độ chuẩn được nào tạo của giáo viên mầm non thì chúng ta nhớ cho chọn là A nó có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non 196 là A các em nhé 96 là A 197 thì họ hỏi là gì là trình độ chuẩn đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán được quy định nào? Thì chúng ta phải chọn là A. Nó nó có bằng uh, tốt nghiệp trung cấp uh, theo chuyên môn được sao. 197 là A. 198 mà hỏi là đâu có các quy định về hành vi ngôn ngữ ứng xử trang phục của giáo viên nhân viên thì chúng ta phải chọn là C. cả A và B đều đúng. Đấy, quy định về ngôn ngữ hành xử của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổ, đối với giáo dục với trẻ em rồi, trang phục giáo viên nhân viên gọn gàng sạch sẽ phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em. 198 là C 199 thì hỏi là có bao nhiêu hành vi giáo viên không nào Thì chúng ta nhớ là 6 Các em nhé Chọn là D 6 199 là D Thì tiếp theo ở câu hỏi 200 và 201 Thì nó cụ thể hóa cho câu hỏi 199 về 6 hành vi Mà giáo viên không được làm Thì chúng ta chọn là D Đúng không? À, từ xúc phạm danh dự nhân phẩm Xuyên tạc nội dung Bỏ giờ dạy rồi Đối xử không bằng công bằng với trẻ em Rồi ép buộc trẻ em học uh, học thêm phải thu tiền rồi bớt xén khẩu phần ăn làm việc riêng khi tổ chức hoạt động nuôi dưỡng chăm trẻ thì nó thấy là câu hỏi 200 và 201 các em đều chọn là D các em nhé câu hỏi 202 câu hỏi có bao nhiêu hành vi à, hành vi mà nhân viên không được làm à, nhân giáo viên thì có sáu hành vi không làm thế còn câu hỏi 202 nó hỏi nhân viên có bao nhiêu hành vi nào mình nhớ là các em chọn là A nhá là ba nhân viên ba à, hành vi mà nhân viên không làm đó là thấy là câu hỏi 202 chúng ta chọn là A ba hành vi mà nhân viên không làm thì câu hỏi 203 nó chính là thể hiện cho cho câu hỏi 202 về các hành vi mà nhân viên đồng làm nó thấy là xúc phạm danh dự nhân phẩm này xâm phạm thân thể đồng trẻ em của đồng nghiệp rồi cho thấy là đối xử không công bằng với trẻ em rồi bớt xe xén khẩu phần ăn làm việc riêng thì nó thấy là 203 này em chọn là là D 204 hỏi đâu các quy định về khen thưởng mà xử lý đối với các quy định tại điều 41 thì có thấy là phải chọn là C cả A và B đều đúng nhé 204 em chọn là C năm hỏi là gì trẻ em từ bao nhiêu tuổi được nhận vào nhà trường nhà trẻ nhóm trẻ nước mẫu do độ lập thì các em phải chọn là B và từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi các em nhé thì 205 các em phải chọn là B 206 hỏi là gì là không tiếp nhận trẻ em như thế nào vào học trong các cơ sở dùng mầm non thì chúng ta phải chọn là C cả A và B đó là hai trường hợp là đang mắc bệnh truyền nhiễm cũng như bệnh bẩm sinh nguy hiểm thì chúng thấy là 206 các em chọn là C Câu hỏi 207 hỏi là có mấy quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em? 207 các em phải chọn là D là 5 các em 207 là D. Câu hỏi 208 thì chúng ta phải chọn là D. À, đấy là chính các quyền của trẻ em và chính sách của trẻ em nó gắn các chữ được đấy thì chúng ta thấy 208 là D. 209 nó cũng thể hiện quyền của trẻ em. Đấy chúng ta thấy có 5 quyền trẻ em thì ba quyền đầu tiên nó thể hiện ở câu hỏi 208 rồi, hai quyền tiếp theo thì nó sẽ nằm ở câu 209 thì nó chọn là C đấy là quyền được uh, được giảm phí các dịch vụ vui chơi giải trí công cộng rồi hưởng các quyền khác 209 là C các em nhé 210 thì hỏi là có bao nhiêu nhiệm vụ của trẻ em thì với nhiệm vụ các em thấy là sẽ có 4 thì 210 này các em phải chọn là C 210 là C và 211 này thì nó thể hiện nhiệm vụ của người của trẻ em rất là rõ 211 và 212 thì chúng ta đều chọn là C cả A và B đều đúng nhớ thể hiện rõ bốn nhiệm vụ của trẻ em đấy và đi học đều tham gia các đầy đủ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục ngành cho trẻ thực hiện các quy định chúng ta thấy rất là rõ nhá. Yeah. Rồi ừ. có lời nói cử chỉ lễ phép có thói quen vệ sinh văn minh rồi trang phục sạch sẽ gọn gàng rồi giữ gìn vệ sinh cá nhân thì 211 và trong 212 các em nên chọn là C. 213 hỏi đâu các quy định về khen thưởng và nhắc nhở đối với trẻ em, em nhớ là chúng ta thấy chọn là C cả A và B đều đúng đó là quy định về trẻ em chăm ngoan thì được khen ngợi đồng vị kinh lệ trẻ em mắc lỗi thì được giáo viên nhắc nhở và trao đổi với gia đình em nhé thì 213 em chọn là C 214 hỏi đâu là trách nhiệm của gia đình trong quan hệ với nhà trường nhóm trẻ à, nó mới lập thì chúng ta thấy phải chọn là C cả A và B đều đúng đó là thường xuyên liên hệ với nhà trường nhóm trẻ nữ hội lập rồi tham gia các hoạt động của nhóm trẻ lớp mẫu giáo nhà trường góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc độc trẻ thì 214 là C 215 thì chúng ta cũng chọn là C có thể hiện rõ trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường để hỏi đâu là trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ trẻ em của nhà trường rồi nhóm trẻ nữ dạo lập thì chúng ta thấy uh, rất là rõ thì chúng ta phải chọn là C cái A và B là đúng đó là nhà trường nhà trẻ có ban giáo hiệu đại diện cha mẹ trẻ em của từng nhóm trẻ lớp mẫu giáo và ban đại diện cha mẹ của nhà trường nhà trẻ đúng không rồi ban đại diện cha mẹ được tổ chức các hoạt động điều lệ theo quy định do Bộ trưởng Đào Tạo ban hành thì chúng ta thấy là câu hỏi 215 này chúng ta chọn là C các em nhé. Thì như vậy thầy đã giải đáp toàn bộ 215 câu hỏi liên quan đến bộ đề trắc nghiệm của các bạn thi vị trí eh, mầm non ở gắn với điều lệ trường mầm non theo văn bản học nhất số 04 các em nhé. Thì là toàn bộ các 215 câu hỏi thầy đã giải đáp cho các em. Thì các em ghi nhớ vào đó nhé để sau đó làm căn cứ để chúng ta thực hành các bộ đề riêng cho các em thi vị trí giáo viên mầm non. Còn các văn bản khác chung chúng ta đã được học như luật viên chức 2010, luật giáo dục 2005, hai độ 2009, rồi với quyết định số 16 về đạo đức nhà giáo, rồi thông tư 06 năm 2019. Đấy thì các em đã được học hết rồi. Và đây là cái bộ đề cuối cùng nằm trong các văn bản giới liệu, tài liệu để chúng ta phụ thi cho các bạn vi thi mầm non. Các em nhé, thì các em làm giúp thầy là buổi sau chúng ta có thực hành bộ đề 60 câu dành cho các em. Thì một lần nữa rất là cảm ơn các em đã dành thời gian lắng nghe nội dung thầy trao đổi. À, liên quan giải bộ đề về, về trắc nghiệm về theo điều điều lệ của trường mầm non theo văn bản hợp nhất số 04 thì rất mong các em ghi nhớ các nội dung này để buổi học sau chúng ta thực hành các bộ đề các em nhé và thì uh, sắp tới nhân dịch ngày mùng 8 tháng 3 ngày mai rồi thì thầy có gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các em uh, giáo viên mầm non và các em um, có ngày tám tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta không quên nhiệm vụ học tập vì uh, sắp tới chúng ta thi rồi các em thi ngày 12 tháng 3 đến 18 tháng 3 thì chúng ta cố gắng dành thời gian học tập tốt giữ gìn sức khỏe tốt các em nhé và một lần nữa chúc các em ngày 18 tháng 3 vui vẻ nhiều niềm vui và gặt hái được uh, kết quả tốt trong kỳ thi tới đấy là những bông hoa điểm 10 tốt nhất đúng không ạ những bông hoa đẹp đẽ nhất uh, nhân ngày 18 tháng 3 và đấy muốn dành cho các em xin được cảm ơn các em rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học tới xin cảm ơn các em